Tôi Mang Quậy xin chào tất cả 500 anh em. Tôi Hiếu đây, xin chào nó cho anh em. Hôm nay anh em tôi sẽ làm một món gọi ăn kiểu Dubai gì đó. Ăn ăn nướng nướng thịt kiểu kiểu Dubai. Sau đây hai anh em chúng tôi đã chuẩn bị được hai cái nồi nướng rất to. Nướng một nồi Coca-Cola có đâu một nồi nước hoa cam nguyên chất. Đấy, về anh em chúng tôi bắt đầu. Sau đây không liên tha liên thiên nữa. Anh em chúng tôi sẽ thưởng thức cái món ẩm kiểu Dubai chỉ có 1 0 2 thôi. Hai anh em chúng tôi sẽ châm lên. Em mình quay gần gần cho anh em xem. Bếp đã được dẫn lên rồi nhá, lửa bắt đầu bốc lên rồi, khói nghi ngút. Tôi châm nến. Nướng thịt ở này nó mới ngon các bạn. Ăn đúng như kiểu kiểu Dubai luôn, này, cho giàu mà. Kiểu quý tộc. Ui, nhiều giàu ấy. Đây, thế rồi. Thân một nến. Đấy, tí đợi nó sôi sôi cái là cho thịt vào là thịt thôi. Bò chúng tôi đặt ở bên Canada về nhé. Thì đã chín đâu mà ăn. Ít nào quay kia ăn miếng nữa. Thịt đã chín đâu mà. Chấm từng ớt anh ạ. Mời anh em ăn nhé. Ngọt đấy. Anh ngọt đấy. Thịt bò. Từ bé giờ tôi mới ăn cái món này lần đầu tiên anh em ạ. Ít dầu quá cho ít dầu ở đâu chai dầu ấy. Đây anh em chúng tôi có tí bia uống cho mát. Hai anh em mỗi anh em làm một bia. Tôi uống chỉ được ít thôi, tầm 5-7 chục loang này thôi. Sao mà lắp trúng thưởng Mercedes đấy. À, uống em. Ôi hình như chúng đã nó còn ăn mới vừa đại đồi mấy em uống nhá, thịt chín rất là thơm ạ, khói bốc lên. Để tôi thưởng thức nhá, chắc ăn được rồi đấy. Để thưởng thức ăn thử mà mời tất cả anh em ăn nhá. Ngon. Ngon. Từ từ miếng của em đã chín đâu. Ăn kiểu này kiểu hay là hay em mang giá tôi cổ hồi xưa ấy à? Các bạn, hay anh mang là anh em thấy video của tôi hay thì anh em cho tôi một lượt like, một lượt đăng ký kênh để tôi có động lực làm video tiếp theo cho anh em xem nhé. Chào tất cả anh em nhé.